Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 11 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin tuyên bố bản quyền với Tiến Quân Ca là vô nghĩa. Có thể thấy rõ là tất cả những tuyên bố về bản quyền dưới bất cứ dạng nào đối với bản Tiến Quân Ca đều vô nghĩa. Vào tối ngày 6 tháng 12, trong trận đấu bóng đá giữa Việt Nam và Lào, kênh YouTube Next Sport phát trực tiếp các cầu thủ Việt Nam đang hát quốc ca nhưng không có tiếng, kèm dòng chữ chạy trên màn hình rằng: "Vì lý do bản quyền âm nhạc, chúng tôi buộc lòng phải tắt tiếng ở phần lễ chào cờ. Sau lễ chào cờ, tín hiệu âm thanh sẽ trở lại bình thường, mong quý vị khán giả thông cảm." Tranh luận về bản quyền ca khúc và bản quyền thu âm bài quốc ca Việt Nam gồm cả nhạc và lời do một công ty sản xuất đang là nghi vấn và vấn đề gây tranh cãi. Vào năm 2016, gia đình cố nghệ sĩ Văn Cao đã chính thức hiến tặng ca khúc Tiến Quân Ca cho nhà nước và nhân dân Việt Nam. Đây là hình ảnh thông báo trên màn hình TV khi các cầu thủ đang chào cờ là vì lý do bản quyền âm nhạc, chúng tôi buộc lòng phải tắt tiếng ở phần lễ chào cờ, mong quý khán giả thông cảm. Đài BBC tiếng Việt cũng giới thiệu phân tích của ông Hoàng Quốc Dũng, người từng 27 năm làm trong lĩnh vực bản quyền âm nhạc ở một trong những cơ quan bản quyền lớn nhất thế giới là SACEM ở Pháp. Nhân vụ lộn xộn về bản quyền của bài quốc ca Tiến Quân Ca đang gây bức xúc lớn ở trong nước, với tư cách là người vừa mới gác bàn phím trong lĩnh vực này sau 27 năm công tác liên tục ở một trong những cơ quan bản quyền lớn nhất thế giới, đó là SACEM của Pháp, tôi viết bài này để làm sáng tỏ những nét cơ bản của chuyện bản quyền, từ đó có thể phân biệt ai đúng ai sai. Nói thêm ở đây, tôi cũng sẽ chỉ cố gắng nói đến các phần có thể liên quan đến sự kiện trên. Các cơ quan bản quyền trên thế giới đều nằm trong CISAC, tạm dịch là Hiệp hội Bản quyền Quốc tế. Những nguyên tắc cơ bản về bản quyền của các nước trong hiệp hội là giống nhau và Việt Nam cũng đã là thành viên của hiệp hội này. Vậy trước tiên là đừng có nói luật của chúng tôi khác, để cho dễ diễn đạt, tôi lấy ví dụ SACEM làm để cho các bạn minh họa. Khi một nhà soạn nhạc sáng tác một bản nhạc, để bản nhạc đó có bản quyền, ông ta phải đến đăng ký bản quyền ở SACEM, tức là nộp bản gốc. Sau một thời gian xét duyệt để biết là không phải đạo nhạc, vân vân, SACEM sẽ công nhận bản quyền của bản nhạc này và SACEM có nghĩa vụ phải bảo vệ bản quyền của nó, phải thu tiền bản quyền của nó để trao lại cho nhà soạn nhạc. Như vậy, bản quyền chỉ có khi được một cơ quan bản quyền hợp pháp công nhận. Trường hợp bản quyền khác liên quan như phối âm, phối khí, thậm chí thay đổi một chút cả phần lời và nhạc thì sao? Câu hỏi cũng được đặt ra. Đây là hình ảnh nhạc sĩ Văn Cao và tác phẩm Tiến Quân Ca đã hiến tặng bản quyền cho nhà nước. Không ít các bài bản nhạc gốc được thay đổi một chút lại bán chạy hơn, tạm gọi là bản phối. Trong trường hợp như vậy, tác giả của bản phối cũng phải làm một động tác tương tự như tác giả của bản gốc, tức là phải mang đến SACEM để được xét duyệt và công nhận bản quyền. Nhưng cái nhưng này vô cùng quan trọng đây. Khi bản phối đó tạo ra bản quyền thì tác giả của bản phối chỉ được hưởng có 1 trên 12 phần lần bản quyền, còn 11 trên phần 12 trả cho nhà bản gốc của tác giả. Và các chú cứ thế, cứ chế thì anh cứ nhận, đó là điều thông cảm. Vì bản quyền là như vậy. Như vậy bản quyền nhạc phối cũng chỉ có thể được khi cơ quan bản quyền công nhận. Khi nào thì hết bản quyền, câu hỏi cũng được đặt ra. Nói một cách vắn tắt nhất thì sau khi tác giả qua đời 70 năm thì hết bản quyền. Tác phẩm trở thành tài sản chung của nhân loại, ai muốn chơi ở đâu cũng được, không phải trả tiền bản quyền nữa. Trường hợp nhà sản xuất đĩa hát hay các phương tiện khác, tạm gọi là các nhà sản xuất đĩa thì sao? Các nhà sản xuất đĩa trước khi ra đĩa phải xin phép SACEM trước về nội dung của đĩa và số lượng phát hành. Trên cơ sở đó, SACEM bắt nộp tiền bản quyền cho việc sản xuất đó. Cũng xin nhấn mạnh nữa là nhà đĩa hoàn toàn không có bản quyền với các bản nhạc trên đĩa, mà SACEM vẫn hoàn toàn có bản quyền với các bản nhạc. Đây là hình ảnh trụ sở của cơ quan bản quyền lớn nhất thế giới, SACEM của Pháp. Nếu sử dụng đĩa đó ở nơi công cộng, bạn phải trả tiền bản quyền cho SACEM mặc dù đã bỏ tiền mua đĩa. SACEM đương nhiên không có quyền thu bản quyền đối với bản nhạc đã trở thành tài sản của nhân loại. Như vậy, bạn mua đĩa
mà có bản nhạc hết bản quyền thì cứ thoải mái dùng bất cứ ở nơi đâu, và nhà sản xuất đĩa cũng đừng có ấm ớ mà đòi tiền bản quyền. Trở lại với bài hát Tiếng Quân Ca, gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao đã hiến cho nhà nước. Như vậy có thể coi bản nhạc này là tài sản chung rồi, không ai có quyền thu bản quyền cả. Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đã được thành lập từ lâu rồi và được hoạt động rất có hiệu quả, đã là thành viên của CISAC. Mọi vấn đề liên quan đến bản quyền phải do cơ quan này quyết định, như tôi đã nói trong bài viết, tác giả cho biết. Qua những điểm trên có thể thấy rõ là tất cả những tuyên bố về bản quyền dưới bất cứ dạng nào đối với bản Tiếng Quân Ca đều vô nghĩa. Cơ quan bản quyền quốc tế không hề công nhận bản quyền của họ. Bản thân bà Trần Thị Chiến là một lãnh đạo của cơ quan bản quyền cũng đang rất bức xúc về vấn đề này. Đây là hình ảnh gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao trao bài hát Tiếng Quân Ca cho nhà nước Việt Nam tại lễ tiếp nhận ca khúc Tiếng Quân Ca và trao tặng huy chương Huân chương Hồ Chí Minh cho nhạc sĩ Văn Cao tại tòa nhà Quốc hội vào hôm 15 tháng 7 năm 2016. Các hãng nào đó đưa bản phối của họ lên YouTube và đòi bản quyền là vô lý, vì họ làm gì có bản quyền được công nhận bởi cơ quan bản quyền quốc tế. Và hơn nữa, nói một cách tóm tắt nhất, quy tắc số 1 của bản quyền trên YouTube là bạn không có quyền đưa lên mạng các tác phẩm không phải của bạn hoặc không được phép. Các hãng nào đó đòi bản quyền vì ai đó đã lấy và sử dụng từ đĩa của họ cũng vô lý, vì nhà đĩa không có bản quyền ghi nhạc trên đĩa, và hơn nữa bản nhạc này là của chung. Từ lâu rồi, Việt Nam ta thường người dân vẫn hay kêu ca rất nhiều về hệ thống luật pháp của Việt Nam là chồng chéo, luật không rõ ràng. Ca thán thì nhiều lắm, nhưng không thể kể hết được. Nhưng đây là chuyện luật bản quyền rất rõ ràng và không có ảnh hưởng gì đến hệ thống chính trị của Việt Nam. Người ta có thể thông cảm cho nhà chức trách không rõ lắm về bản quyền nên vẫn chưa biết xử lý ra sao. Nhưng sau bài viết này của tôi, một thời gian và về sau này vẫn có các vụ tương tự không được giải quyết, thì người dân lại có quyền nghi ngờ về các nhóm lợi ích đang hoành hành ở Việt Nam. Cũng rất mong các nhà chức trách giải quyết dứt điểm. Người dân ở Việt Nam sẽ không thể nào hiểu nổi là một đất nước chuyên chính vô sản có thể làm được những chuyện tày trời mà lại không xử lý được một chuyện còn con như thế này. Chuyên gia về bản quyền âm nhạc Hoàng Cúc Dũ đã nêu ra quan điểm của mình như thế. Và công ty BH Media nói gì về thông tin đánh bản quyền quốc ca gây bức xúc tại quốc này? Đây là hình ảnh đại diện công ty BH Media Nguyễn Hải Bình giữa trong cuộc họp báo bản quyền âm nhạc trên môi trường số 27 tháng 10. Hiện nay có rất nhiều đơn vị sản xuất bản ghi Tiếng Quân Ca cả trong nước và nước ngoài. Theo luật sở hữu trí tuệ, nếu bất kỳ ai bỏ tiền, thời gian, công sức, kỹ thuật ra sản xuất bản ghi mà đã thanh toán tiền tác giả thì là chủ sở hữu hợp pháp của bản ghi. Bất kỳ ai sử dụng bản ghi đó thì phải xin phép nhà sản xuất. Sự việc lần này cho thấy nếu ban tổ chức sân sử dụng bản ghi có bản quyền thì các kênh YouTube ở Việt Nam tiếp sóng trận đấu đã không bị mất tiền oan. BH Media thì khẳng định như vậy. Video trận đấu thuộc vòng loại thứ 3 của World Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và Ả Rập Xê Út đăng tải trên kênh YouTube FPT Bóng Đá Việt Nam đã bị Naxos Digital Service US, tức là thay mặt cho hãng đĩa Marco Polo, thông báo xác nhận sở hữu bản quyền ghi quốc ca Việt Nam. Trong trường hợp này, kênh YouTube của FPT không có lỗi, họ chỉ là đơn vị tiếp sóng. Ban tổ chức sân mới chính là người đã chọn bản ghi Tiến Quân Ca của hãng đĩa Marco Polo. Đây là bản ghi mà hãng đĩa này đã bỏ tiền sản xuất và đăng ký bản quyền trên YouTube. Theo luật, bất kỳ ai muốn sử dụng bản ghi âm này thì phải xin phép nhà sản xuất. Đại diện hãng BH Media chia sẻ. Việc sử dụng bản ghi Tiếng Quân Ca của hãng đĩa nước ngoài mà không được xin phép của ban tổ chức sân đã khiến cho các kênh YouTube ở Việt Nam tiếp sóng bị mất doanh thu. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ 6 ngày 10 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam nói giải cứu công dân nhưng chặt chém ai muốn bay về quê. Vì dịch Covid-19 và chính sách giải cứu công dân theo kiểu xin cho của độc quyền Việt Nam, người Việt ở hải ngoại muốn về nước phải chờ đợi thủ tục từ đại sứ quán cấp visa, có khi cả hơn nửa năm, và vé máy bay thì ở mức trên trời mà không có quyền lựa chọn. Nhà văn, doanh nhân Trần Quốc Quân ở Warsaw đã kể lại câu chuyện của mình trên đài BBC tiếng Việt như sau. Tôi có hai người bạn định cư ở châu Âu đã lâu
nhưng vẫn giữ quốc tịch Việt Nam. Vào năm 2020, khi nhận được tin bố mẹ ở trong nước mắc bạo bệnh, sắp tử giã cõi đời, hai anh đành phải gạt nước mắt, bái vọng vong hồn các cụ từ xa. Một người vì không đủ tiền mua vé máy bay và phải trả phí dịch vụ giải cứu để về nhìn bố lần cuối cùng. Một người đăng ký khẩn cấp vào danh sách giải cứu công dân của đại sứ quán và chờ trong nước phê duyệt phải mất hàng tuần nên không kịp về để vuốt mắt mẹ. Đây là hình ảnh một đám tang lặng lẽ, không kèn, không trống khi đại dịch bùng phát ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có một người bạn, con của chị du học ở Mỹ thuộc diện được cấp học bổng. Cháu vừa tốt nghiệp xong thì dịch Covid-19 ập đến, không còn chuyến máy bay thương mại nào được vào Việt Nam, chỉ còn chuyến máy bay độc quyền giải cứu công dân của Việt Nam Airlines với giá trên trời. Muốn về nước, cháu phải lọt vào danh sách đề cử giải cứu của đại sứ quán và được trong nước phê duyệt. Bạn tôi kể trong nước mắt, em chạy đâu ra 10.000 đô la để trả trọn gói cả vé máy bay, cả dịch vụ giải cứu để lo cho con về nước. Cháu đành ở lại tá túc tại một nhà người quen. Lúc đỉnh dịch, cả gia đình đó và cháu đều bị nhiễm Covid-19. May cháu khỏe nên vượt qua được bạo bệnh. Tôi có đưa cháu họ xa đi lao động xuất khẩu ở Hàn Quốc. Đầu năm 2021, cháu hết hạn hợp đồng phải về nước. Nhưng do Covid-19, không còn chuyến bay thương mại nào về Việt Nam, lại tiếc số tiền quá lớn so với thu nhập 3 năm lao động kiệt sức ở xứ người, để phải bỏ ra mua vé máy bay và trả chi phí dịch vụ giải cứu, cháu đành vật vờ ở Hàn Quốc bất hợp pháp, phải làm chui để đắp đỗi qua ngày. Đây là hình ảnh nhiều người xếp hàng mua vé máy bay Việt Nam Airlines trong một dịp giảm giá vào hồi tháng 4 năm 2016. Tôi có một người bạn đi nghiên cứu sinh cùng năm tại một nước châu Âu. Tuy về hẳn trong nước đã lâu, nhưng vợ chồng anh vẫn giữ thẻ định cư ở nước đó. Cuối năm 2019, vợ anh sang chơi rồi kẹt lại hơn nửa năm trời bởi dịch Covid-19 bùng phát. Việt Nam đóng cửa với thế giới, ngoại trừ công dân trong diện giải cứu. Tiền mang theo cũng cạn kiệt, chị phải nhờ người thân giúp đỡ. Theo hướng dẫn của bạn bè, chị đăng ký online trên trang web của Đại sứ quán Việt Nam xin về nước theo chương trình giải cứu công dân. Chờ hơn nửa năm không thấy phản hồi, chị phải cầu cứu người thân trong nước can thiệp. 6 ngày sau, chị nhận được thông báo từ Đại sứ quán cho phép về nước trong đợt gần nhất. Tuy không mất phí dịch vụ giải cứu, nhưng chị phải trả 2.000 đô la để mua vé máy bay giải cứu một chiều của Vietnam Airlines. Trước dịch Covid-19 bùng phát, giá vé máy bay 2 chiều mà hãng bán ra chỉ khoảng 1.000 đô la. Như vậy, giá vé máy bay giải cứu đắt gấp 4 lần giá vé máy bay thông thường trước dịch. Đoạn đường với cơ chế xin cho và vai trò trông trẻ của các sứ quán Việt Nam ở nước ngoài. Covid-19 ập đến, các đại sứ quán Việt Nam trên khắp thế giới bỗng dưng phải hay được ôm thêm cấp phép cho công dân được hồi hương. Đây là hình ảnh nhà văn Trần Quốc Quân, tác giả trên máy bay giải cứu của Việt Nam Airlines về nước vào tháng 9 năm 2020. Thế là sau gần nửa thế kỷ tranh đấu để bỏ chế độ cấp thị thực cho công dân mình được phép về chính tổ quốc của mình, các đại sứ quán Việt Nam lại được thực thi cơ chế xin cho. Thế là họ phải đảm nhiệm thêm chức năng không giống bất cứ đại sứ quán quốc gia nào, là trở thành trại trẻ chăm sóc, xét duyệt cho công dân hồi hương. Có cầu, ắt có cung. Thế là lại sinh ra những đám dịch vụ cộng sinh ăn theo cơ chế xin cho này. Cơ chế xin cho chỉ có một cửa, là cửa rất hẹp. Rất ít người lọt qua cửa hẹp đó được phê duyệt về nước mà không mất chi phí dịch vụ. Số đông còn lại phải trả khoản này với giá trên trời mới leo lên được máy bay giải cứu công dân. Và hãy đọc những lòng trải lòng đau xót của các nạn nhân trên mạng xã hội như sau. Chính phủ nên bỏ quy định ngặt nghèo phê duyệt từng trường hợp nhập cảnh thì giá vé máy bay giải cứu mới bình thường như giá máy bay thương mại được. Rồi thì mẹ tôi ca giai đoạn cuối, là hơn một năm nay cũng chưa về được. Trước zero Covid đã đành, giờ trong nước, ngoài nước như nhau mà vẫn cứ phong tỏa. Chống dịch phải đảm bảo, nhưng sao giá cho người ta lại lên trời, không như Tây dù cùng vào Việt Nam. Nước mắt thành sông đây ạ. Tổng chi phí về nước gần 70 triệu đồng. Em phải trả test Covid 5 lần, mỗi lần 720.000 đồng nữa. Ở trong nhà máy tôn, trời mưa thì nước cống tràn vào cùng rắn rết. Nằm trên giường sắt nhìn nước mưa ngập gần ngang ổ điện mà sợ chết khiếp. Từ Philippines về Việt Nam,
quãng đường ngang Sài Gòn, Hà Nội mà tôi đã phải trả 43 triệu đồng. Khi chưa dịch, vé chỉ từ 2 đến 5 triệu đồng. Giờ đắt hơn 10 lần, Facebook Hart đã chia sẻ. Đây là hình ảnh tác giả trong khu cách ly COVID-19 tại trường quân sự Vĩnh Yên thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc. Rồi thì mình từ Na Uy về Nội Bài phải đi cách ly cách sân bay chừng 100 km mà giá vận chuyển 5,5 triệu đồng mỗi người, thêm tiền ăn uống 300.000 đồng mỗi ngày. Hết cách ly, xe của nhà nước trở về Nha Trang lại thêm 7 triệu đồng mỗi người. Rồi thì những máy chém thời đại dịch, nhân danh cứu đồng bào. Còn dưới đây là những thông báo của các hãng dịch vụ bán vé máy bay giải cứu công dân của Việt Nam mà xem được như sau. Phòng vé Biển Đông xin giới thiệu chuyến bay hãng hàng không Bamboo vào ngày 18 tháng 12 năm 2021 dành cho người Việt Nam. Giá vé hạng phổ thông 1 chiều Phan Phuất Đà Nẵng 2.500 euro, tức là tương đương 67 triệu đồng Việt Nam, bao gồm cả chi phí cách ly 7 ngày, chi phí 2 lần test Covid và chi phí đón đưa về khu cách ly. Rồi thì phòng vé An Bình xin giới thiệu chuyến bay của hãng hàng không Việt Nam Airlines vào ngày 6 tháng 1 năm 2022 dành cho người Việt. Giá vé hạng phổ thông 1 chiều Warsaw Đà Nẵng 64 triệu đồng mỗi người, cách ly 2 người trên một phòng hoặc 72 triệu đồng Việt Nam, cách ly 1 người trên một phòng. Bamboo Airways thông báo chuyến bay số hiệu QH4953 bay ngày 13 tháng 11 năm 2021-22 tại Phan Phuất, Đà Nẵng, giá 3.900 đến 4.300 đô la euro, tương đương 100 triệu đến 110 triệu đồng. Đây là hình ảnh máy bay của hãng Bamboo Airways tại sân bay của Anh Quốc. Nhà văn Trần Quốc Quân cho rằng cả Vietnam Airlines và Bamboo Airways đều chặt chém hành khách nhân đại dịch Covid. Thời điểm nhiều công dân mặc hoặc Việt kiều về quê thăm thân, ăn Tết là dịp tốt để các hãng hàng không, nhà nước cũng như tư nhân trở thành máy chặt chém. Điều này, theo tôi biết, không xảy ra với các nước khác và công dân của họ. Để đối phó với tình trạng chặt chém quá nặng tay của các tổ chức và cơ quan hữu quan Việt Nam đối với công dân Việt Nam về nước trong đại dịch COVID-19, bạn Chase Nguyễn đã chia sẻ trên trang Facebook kinh nghiệm tự do về Việt Nam qua ngả Campuchia vào cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, không cần cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài xét duyệt, với giá rất rẻ. Nếu tiêm đủ 2 mũi, không phải cách ly tại Campuchia, thì tổng chi phí cả cách ly ở Việt Nam chỉ khoảng 20 triệu đồng cho một chặng đường từ Singapore về đến tận nhà, cộng với chặng bay từ châu Âu đến Singapore khoảng 16 triệu đồng nữa, vị chi tất cả là 36 triệu đồng. Còn với người viết bài này, chuyến bay về Việt Nam vào ngày 15 tháng 9 năm 2020, tôi phải mua vé máy bay độc quyền giải cứu của Vietnam Airlines chặng Phan Phuất Nội Bài với giá hơn 1.500 đô la, chưa tính chi phí cách ly. Để so sánh, chuyến bay sang Ba Lan vào ngày 18 tháng 11 năm 2021, tôi được tự do lựa chọn máy bay thương mại của hãng hàng không Qatar chỉ với giá 510 đô la. Như thế, giá vé về đắt gấp 3 lần đã đi. Đúng là đi thì dễ, về thì khó. Câu hỏi đặt ra là ai và thế lực nào đang tạo ra tình trạng duyệt danh sách, độc quyền chuyến bay và cách ly kiếm tiền từ nước mắt của đồng bào ở nước ngoài hồi hương trong đại dịch COVID-19 như thế này, và mọi cái cứ rơi vào câm lặng.